Rồi, một bạn nữa. Tiên Linh. Thì Tiên Linh chị có muốn nhắc nhở em một xíu rằng là trong cái thời gian này chị biết là em đang thi tốt nghiệp, em đang có những cái việc học cá nhân rất là bận, nhưng mà thời điểm này nó cũng rất là quan trọng, cho nên em phải cố gắng nỗ lực hơn nữa nha. Không có phải là mình dở hoặc là mình không cố gắng, nhưng mà vì mình không đủ thời gian. Chị biết là em không đủ thời gian, cho nên là mọi người cũng hỗ trợ Tiên Linh ở trong nhóm mở nha, cố gắng hỗ trợ bạn. Thời gian này em rất là thất vọng ở bản thân, thất vọng hết về mọi thứ, cả chương trình tốt nghiệp, cả nhóm. Thực sự là bây giờ là em đứng ở đây, nhưng mà tâm trí của em là em không có muốn làm một cái gì hết trơn đó. Em chỉ muốn kết thúc nhanh cái tháng 6 này thôi. Tụi em là chung mục tiêu, vì nhiều lúc là chị Tiên Linh đi tập chung với tụi em thì chị Tiên Linh cũng có chia sẻ là thi cái chương trình này là mình chỉ có một cái suy nghĩ thôi, còn bây giờ chị Tiên Linh là phải chia mình ra hai cái, và một bên và trường học, cả hai thì nhiều khi mình cũng sẽ không phải là làm trọn vẹn được. Mọi người biết là cái lễ tốt nghiệp cũng rất là quan trọng trong cái học vấn của mình, nên là nói chung là cho nên là tụi em hỗ trợ Tiên Linh nhiều hơn trong những cái vấn đề tập luyện nhóm, hoặc là có nhắc nhở về những cái deadline hay là lịch đi học gì đó giùm cho bạn với nha. Tại vì á, nhiều khi thời gian này là Tiên Linh bận, thời gian khác đến mình bận, thì trong nhóm mọi người hỗ trợ qua lại lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau, đúng không? Tình đoàn kết mà, hỗ trợ cho bạn để mà bạn vượt qua được cái thời điểm bận rộn lần này. Chứ Tiên Linh không phải là em làm sai hoặc là bị làm không đúng cái gì hết á. Chỉ là chị biết là đợt này em quá là bận để mà có thể tập trung hết 100% cho xem bác sư lần này. Thôi cố gắng lên nha. Nên là điểm lần này em không có thắc mắc là gì hết chị. Em chấp nhận điểm lần này hết, bởi vì đó xứng đáng với em. Nhưng mà năng lực của chị Tiên Linh là chắc chắn là sẽ vươn xa, em nghĩ vậy. Chị muốn nói cho Tiên Linh là mặc dù là Tiên Linh bận cả việc thi tốt nghiệp và cả phải tham gia trong semester bắt rồi, nhưng mà mỗi ngày em thấy Tiên Linh đăng những content cũng rất là đa dạng, hình ảnh cũng rất là đầu tư, và có thể nói đầu tư nhất gì trong nhóm này luôn. Thì em không có gì phải nói là bản thân em chưa làm tốt, chưa làm đủ, có thể là cái khả năng của em còn hơn như vậy nữa, nhưng mà chắc cái hiện tại em đã làm được tới mức mà em có thể cố gắng nhất rồi, thì em cứ tiếp tục cố gắng thi tiếp thôi, chứ không cần phải thấy bản thân thất vọng gì hết. Mình cứ làm tốt và cân bằng, cố gắng cân bằng mọi thứ thôi. Tiếp tục tin tưởng bản thân nha. Cảm ơn mọi người ơi, xong tháng 6 này Tiên sẽ lên sẽ nhiều mỏ hơn nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm em.